Lớn như nè, táo tàu mà bự như nè. Ngon. Cái xốp nó ngọt, nó thơm. Nè, trái lê nha. Trái lê ở ngoài chợ đó, nó rất là bự ha. Ở nhà mình trồng bí lớn vậy thôi, nhưng mà chất lượng. À, đây nè, cây này hái xuống là đã không, giống như là ông bà mình ở Việt Nam có câu mà nói về phụ nữ đó ha, đàn ông mà dí phụ nữ mà đẹp đó, người ta hay nói như nè, nói chân dài á là của người ta, còn bụng bự chân ngắn mới là của tôi. Thành ra lê đó nha, lê mà ở ngoài chợ á, trái bự á là của người ta, còn trái nhỏ nhỏ vậy nè mới là của tôi. Thực ra nó ngắn ngắn, nó bự bự vậy chứ trời ơi, nó thơm, nó ngon và nó ngọt, nó chất lượng vô cùng nè. Ngon nè, chưa đã chưa, nó tươm nước ra, nó ngon vô cùng lắm đây nè. Và nó đã hơn nữa là mới hái trên cây xuống ha. Mình biết hàng ngày mình tưới gì ở đây. Mình bón phân gì ở đây. Tất cả mọi thứ nó thơm, nó ngon, nó ngọt. Nó tự nhiên, nó thiên nhiên vô cùng. Có một mảnh vườn xứng đáng, đúng không? Tuy là nhà Vân Sơn không lớn lắm đâu. Nhà Vân Sơn khoảng chừng diện tích khoảng chừng 12.000 square feet, là có khoảng chừng 1.200 mét vuông đó, khoảng 1.200-1.300 mét vuông gì đó. Diện tích trong nhà thì nó cũng vừa phải vừa ở, nhưng mà Vương Sơn muốn chừa không gian xanh này nè, cho nó thật là lớn, phía trước cũng vậy, phía sau cũng vậy, để mình trồng tất cả những rau củ cây trái, cái nào mình thích mình trồng, và làm sao để cho quanh năm, bốn mùa quanh năm mình vẫn có cây trái mình ăn, hết bơ tới quýt, rồi hết quýt tới lê, hết lê tới táo, tới apple, hết apple tới vải, tới nhãn, tới táo tàu, tới mãng cầu, tới mận, tới ổi, không có thiếu trái gì hết. Đã không, sướng không? Apple, đây là apple nha, vài bữa ăn được rồi, chừng tuần nữa ăn được. Trái thấy thương không? Bồ trái nữa nè, thấy đã không? Đã không? Cái này chừng tuần 10 ngày nữa bắt đầu lớn là mình ăn được ha. Đó, rồi qua tới bên này. Trái này là trái gì đây các bạn? Chị cách đây 1-2 tuần Vương Sơn chụp cái hình này bỏ lên Facebook, hỏi trái gì, trời, nhiều người trả lời quá trời luôn. Mà rất là nhiều người, hôm nay Vương Sơn biết là rất là nhiều fan Vương Sơn ngoài kia nói bậy lắm nha. Tôi hỏi trái gì thôi mà có nhiều bạn trả lời đúng. Đây là trái táo tàu, hay còn được gọi là táo gai ha. Ok. À, mấy cái trái này đó là nó sai kinh khủng lắm ha. Đó, mà nhất là mấy trái mà vàng vàng vậy nè. Đó, mấy trái mà cái vỏ nó bắt đầu nó vàng vàng vậy nè. Chín cây nó ngọt vô cùng luôn, nó ngọt.
nó ngọt như mật ong luôn vậy đó. Ngọt và nó thơm. Thường thường á, tới mùa đó mình ăn không hết á, hái xong bỏ lên cái mâm, bỏ phơi nắng chừng 3 nắng nhẹ, bắt đầu nó héo, nó khô lại, bỏ vô bịch làm táo tàu. Mỗi lần mà ví dụ như là mình có hầm một cái gì đó ha, bỏ thêm táo tàu vào nấu canh cũng ngon, hoặc là mình nấu đồ ngọt cũng ngon. Xốp xộp à, nước ngọt, nước mỏng nó tan ra. Trời ơi, trưa hè nóng ha, ăn cái trái này nó sướng vô cùng, nó bắt nghiền luôn á ông ơi. Ngon quá, ngon quá, nhiều lắm. Sai trái dễ sợ lắm. Sai trái quá trời luôn á. Nhìn con nè, trái nó bự lắm á, nó không có dẫn chơi, nó rất là bự luôn. Có mấy trái bự lắm, có mấy trái ở trên cao kìa, nó bự như là trái apple mà nhỏ vậy đó, chứ không phải là dừa nha. Nè, không thấy ngón tay Quân Sơn không nè, nó bự lên vậy nè, bự lắm luôn á. Trời ơi, nó ngon, nó giòn, nó ngọt, ăn không kịp á là chim dành ăn. Chim dành ăn à, táo tàu ít có ai ăn tươi được như vậy lắm, và nhất là ở trên cây hái xuống một cái ăn liền. Trời ơi, mấy trái mà nó vàng vàng vậy nè, đó là tuyệt vời luôn. Vàng vàng vậy nè là nó chín tuyệt vời luôn. Thôi mọi ơi, không có hộp luôn má ơi. Ngon quá. Đây nè. Chứ không có gì các bạn xem là hết hộp luôn. Trái đó nè, khủng hoảng chưa. Chứ lọt ra. Đó, ở trên cây nè, trái nó bự khủng hoảng luôn á, coi nè. Trái nè, thấy không, trái quá trời bự luôn á nè. Ui cha ơi. Đã không? Đây nè, trái đã không? Trời ơi, trái này là ngon lắm nè. Bự bị lớn như nè, táo tàu mà bự như nè. Ngon. Nó xốp, nó ngọt, nó thơm. Giữa trưa hè nóng bức ha, có mấy trái này ăn sướng quá trời luôn. Cái sướng khi mình có vườn rau ở nhà đó là mình không cần phải đi mua rau lắc nhắc ha. Nhiều khi mình đi mua rau cái mình dồn tủ lạnh để cái tuần lễ nó héo quá trời, nó trời. Mở tủ lạnh ra lựa cái nào héo ăn, tức không. Thành ra bây giờ rau tươi mình trồng ở nhà là, ví dụ bữa nay mình muốn ăn gì, ví dụ bữa nay mình muốn ăn canh ngót đi ha, canh ngót thì mình có cần tàu đúng không. Mình chơi nè, cần tàu vô đó, tàu nữa không, cần tàu nè, mình chơi vô được chưa. Nè, con tao nè, như đủ rồi. Chứ canh ngót đủ rồi, thấy chưa? Đó. Ngon lành lắm. Mấy cái nữa cho nó đậm đà hương vị ha. Rồi nè, ví dụ như đây mình cần hành ha. Hành lá nè. Mua chi cho nhiều, đó chi vậy được rồi, thấy không? Đó, hành lá nè, sướng không? Đó. Làm mỡ hành ăn cơm tấm ha, hoặc là mình làm bất cứ gì đó nêm nếm gì đó. Hành lá mà sắc mịn nó ra là ngon lành, đúng không? Rồi, qua đây thì mình có cà nè, quá trời đã luôn nè, cà nè. Ôi trời. Ngon chưa? Canh ngót đầy đủ phải không? Hành, cần, cà, có canh ngót thì không? Rồi, kế tiếp nè, đó.
rồi rau quế mà nó màu tím nha. Rau quế mà màu tím đã không? Thơm lắm, thơm vô cùng luôn. Trời ơi, hôm nay mà có tô phở nữa là ngon lành. Thấy không? Rất đẹp, rất ngon luôn. Ăn cũng được mà mình decorate cũng được. Đã lắm. Đã lắm bà con ơi. Đó nè. À, mình cắt mớ húng nữa nè. Húng nè. Húng lũi. Nè. Ngon ghê chưa? Đó. Húng nè. Ăn gì hết, ăn. Bên đây nè, qua đây. Từ quế nè. Quế này là ngon nè. Quế này là dữ dội luôn nè. Ôi cha, dám mừ lâu à. Quế nè. Lá nào lá nấy bự chản luôn. Nè. Nhiều đây ăn phở ngon rồi. Ha. Đã không? Nè. Một lá quế nè. Nè. Cái lá quế nè. Bự có mắt. Đây nè, đây là ớt nè, đã chưa? Đây là một cái loại ớt, ớt mễ nha. Trái dữ lắm luôn á. Ớt này là cái trái bự lắm á, nhưng mà bữa nay là đợt này là đợt thứ hai rồi. Ớt này nó ra trái sớm hơn nè. Bên kia thu hoạch một đợt rồi. Nó bự gấp đôi cái này nè, bự lắm. Nhưng mà cũng ok, ớt này mình ăn vừa thôi, ăn giòn, ăn vừa, ngâm chua chua ăn rất ngon luôn ha. Ăn tươi ăn ngon lắm. Ớt nằm giấm là nhất luôn. Đi qua tới bên này nè. Trời ơi ớt này. Trời ớt ngon lành luôn nè. Trời ơi trái nè. Nhìn thấy mê luôn á. Thấy không? Ớt quá trời nè. Thấy không? Quá trời luôn. Quá trời quá đất. Quá trời quá đất. Gì hết mà ăn. Và cây ớt này mới đặc biệt nè. Đó. Cây ớt này mới dữ nè. Đây là một cái giống ớt nha. Một cái giống ớt mà có thể nói là một trong top 3 cay nhất thế giới. Đây nè. Trời đất ơi ớt. Nhìn thấy cái ớt hết hồn chưa. Nè ớt nè. Nguyên chùm luôn nè. Đây nè. Nó ra nè. Trái này chín ha, còn ớt xanh bắt đầu ra nè, ra đợt 2 nè. Thôi nè, trời ơi, thôi nè, đã. Thấy không? Đã chưa, chớt nè. Trời đất ơi, cái chớt vậy nè, ăn chừng nào hết. Bự, bằng chú quýt luôn vậy đó, coi nè. Quá trời quá đất. Thành ra hôm nay Vân Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị một cái giống ớt mà Vân Sơn rất thích nó luôn. Không phải Vân Sơn thích nó không đâu, mà anh Bảo Liên cũng thích, anh Việt Thảo cũng thích, ba anh em ai cũng mê cái giống ớt này hết trơn á. Thường thường hồi xưa khi Vân Sơn mà bắt đầu tìm ra giống ớt này đó, là ở tất cả những cái chỗ mà nó bán những cái nursery, những chỗ bán cây trái nó chưa có bán. Vân Sơn mới mang cái giống từ ở bên Pháp về, Phan Hộp á, từ bên Pháp về trồng nó ha. Khi mà trồng được nó rồi á, mới chia những cây nhỏ ra cho anh Thảo, cho anh Liêm được. Trời mê lắm, khoái lắm. Trường Vũ nữa mê lắm, hỏi hoài giống ớt này còn không đó. Anh đang đây là những cái hộp cũ nha, nhưng hộp cũ Vân Sơn gieo lại nó lên lại như nè. Thành ra đó hồi xưa cái giống ớt này tìm rất là khó, nhưng bây giờ rất là dễ tìm luôn. Bây giờ quý vị ra ngoài Home Depot á, tìm cái chỗ mà nó bán nursery, bán cây trái đâu ha, chỗ bán ớt, bán rau, bán củ quả đâu đó, quý vị tìm cái giống ớt tên của nó là habanero ha. Habanero, giống ớt này là nó đề là super hot nha. Ra ngoài đó đó nhìn ớt á, thì chúng ta có thể thấy là mild nè, medium nè, hot nè và super hot. Thì đây là những loại super hot. Nó là một trong ba đỡ cay nhất thế giới. Nó cay và nó thơm lắm, ngon lắm. Habanero, ok. Trời ơi, trong này có cái nhánh nó quằn xuống đất luôn á. Nó quằn trái nó sát đất luôn nè. Bẻ bỏ đi chứ mấy cái nhánh này nó lên cái trái cũng đâu có ngon. Nè, coi nè. Ui cha ơi. Ôi trời. Có cái nhánh nè. Thấy thương không? Quá trời trái luôn nè. Sát đất luôn á. Được không? Đó, mấy trái này ăn vẫn được như thường nha. Vẫn cay như thường nha. Vẫn cay, vẫn ngon như thường chứ không phải không cay đâu. Nè, ngon lắm luôn á.
Coi nè, trái đó nè. Ủa trái nè, thấy thương không? Trái nè. Quá trời quá đất trái luôn. Đúng rồi, trời trái. Khi mà chúng ta ra ngoài Home Depot, chúng ta mua cái cây về, nó có bị lớn nha, cao bị lớn như thế, trồng xuống đừng có nản nha. 2 tháng thôi là nó sẽ như thế này. Hằng ngày chúng ta chịu khó chăm sóc nó, ra tưới cây tưới cỏ rồi ha, chăm sóc nó chút xíu, phân bón rồi nó chút xíu, 2 tháng rồi như thế này. Vân Sơn biết là ở những tiểu bang khác cũng trồng được, nhưng mà chỉ có mùa hè thôi. Còn riêng ở California là quanh năm suốt tháng là nó như vậy. Nó sướng lắm. Khí hậu California là một những nơi khí hậu mà tốt nhất thế giới. Nó tốt vô cùng ha, đất đai, khí hậu, thậm chí trồng cái gì cũng được hết trơn á. Những cái trái mà trái dùng ôn đới cũng được, trái dùng nhiệt đới cũng được. Thậm chí rau cỏ, củ quả, ớt gì của Việt Nam chúng ta trồng được hết luôn. Và quanh năm suốt tháng, tại vì nó không lạnh lắm và nó cũng không có nóng lắm. Thành ra ớt đó cứ trồng vậy nè. Vân Sơn cứ trồng một mùa vậy ha, là bắt đầu qua thứ ngày qua tới sang năm sau á là coi như là bứng gốc nhổ bỏ trồng cái khác. Mà một mùa như trồng 60 cây gì thôi là ăn 3 năm ăn không hết, bỏ tủ lạnh, thậm chí phải đi chia Trường Vũ, chia cho anh Thảo, chia cho anh Điên, chia cho mấy anh em ăn chứ ăn gì hết, làm sao ăn hết được. Một cái trái như vậy đó ha, một cái trái như vậy thôi là mình ăn, có thể mình ăn cả tuần lễ mới hết một trái như vậy. Tại vì mỗi lần ăn cắt có mấy lát à, nó cay và nó thơm, cắt vô bỏ như nước mắm hay nước tương là nó cay nguyên chén nước mắm luôn, nguyên chén nước tương luôn, nó thơm lắm. Ngon lắm bà con ơi. Nhìn tưởng nó ngọt ha, nhìn tưởng như quả ngọt cái gì nhưng mà nó cay vô cùng luôn. Quá đã, thấy không? Quá trời chưa? À. Ăn xong hết ăn ớt. Ớt thì vô cầu kho. Ăn thử ớt này đi, rồi sẽ thấy là không có ớt nào mà ngon như ớt này. Ngon lắm. Thơm ngon, cay. Quá đã. Và bây giờ là phần chia sẻ vườn trái cây của Vân Sơn, đến đây xin phép được tạm ngưng. Vân Sơn rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi Vân Sơn từ nãy đến giờ. Và nhớ subscribe channel Vân Sơn. Nhớ thêm một điều nữa là mai mốt Vân Sơn có hỏi trái gì, đừng có nói bậy nữa nha. Tôi không thích nói bậy nữa nha. Nhìn cái mặt tôi nè, không có thích nói bậy đâu. Táo tàu mà bự vậy. Ngon. Cái xốp nó ngọt, nó thơm.